6 km nữa thì chúng ta đến được khu du lịch núi Tà Cú chúng ta. Và bây giờ chúng ta không đi đường cao tốc mà chúng ta sẽ đi theo đường quốc lộ cũ, quốc lộ 1A cũ ngày xưa để chúng ta đến được khu vực khu du lịch núi Tà Cú chúng ta. Dạ. Thì bây giờ đại gia đình chúng ta, thầy cô chúng ta đang đi trên cái cung đường này là cung đường Hàng Hùng Vương. Thì lúc trước là tên cung đường đó là đường Từ Văn Tư. Sau này bắt đầu là đổi lại tên Hùng Vương. Đó. Thì khu vực này gọi là cái khu vực phát triển kinh tế mới và khu tái định cư của những người dân ở tại khu vực Phan Thiết Bình Thuận chúng ta. Đó. Và bây giờ thì đoàn chúng ta, nếu mà lúc trước á, thì chúng ta sẽ đi theo cung đường Trần Hưng Đạo, chúng ta sẽ đi ngang qua cầu Cà Ti và chúng ta đi ngang nhà của cô Mộng Cầm, người yêu của thi sĩ Hàn Mặc Tử, ở số 300 đường Trần Hưng Đạo. Và chúng ta đi ngang cái biểu tượng của thành phố huyện Phan Thiết chúng ta, đó là cái tháp nước cao 32 m. Thì cái tháp nước này á là vào thực dân Pháp xây dựng nhằm mục đích là để phục vụ nước cho tòa cộng sứ Pháp, hiện bây giờ là Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết chúng ta. Thì được xây dựng năm 1928 đến năm 1934 thì hoàn thành ở tại khu vực này. Thì hiện ngọn tháp nước này á thì có 8 mặt, gọi là 8 bốn phương và 8 hướng. Đó, thì bởi vậy là đây là cái biểu tượng rất là đặc trưng của khu vực người Pháp chúng ta lúc bấy giờ, và hiện bây giờ là biểu tượng của thành phố Phan Thiết chúng ta. Dạ. Còn bây giờ đoàn chúng ta sẽ đến được khu du lịch núi Tà Cú với độ cao là 649 m. Thì có một số thành viên chúng ta đi đã từng giới thiệu là 650 m, nhưng mà thật sự là chính xác là 649 m. Và chúng ta sẽ đi lên độ cao là 505 m để chúng ta tham quan, đó là chùa Linh Sơn Trường Thọ và tượng Phật nhập Niết Bàn. Dạ. Thời điểm thì năm 2013-2014 thì bắt đầu là tượng Phật nhập Niết Bàn này. Đây là tượng pho tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á chúng ta. Nhưng mà sau này thì có một số pho tượng ở tại khu vực miền Bắc chúng ta và ở khu vực Lào thì đã phá kỷ lục của Việt Nam chúng ta rồi. Dạ, hiện bây giờ là đây là pho tượng lớn nhất của khu vực tỉnh Bình Thuận thôi. Dạ, chúng ta ha. Và phía dưới pho tượng chúng ta có bộ tượng Tham Thế Phật cao 6,5 m và tượng A Di Đà cao 7 m. Thì nằm ở phía dưới, nơi đây được xem là di tích lịch sử của quốc gia của chúng ta ở tại khu vực núi Tà Cú. Và khi lên núi thì đoàn chúng ta sẽ có hai phương tiện để chúng ta đi. Phương tiện đầu tiên đó là đi cáp treo, phương tiện thứ hai nữa gia đình chúng ta sẽ đi bằng hệ thống là đi bộ. Và chúng ta sẽ đi với 1000 bậc tam cấp đi từ ở chân núi đi lên phía trên. Dạ. Và tổng chiều dài đường đi chúng ta là 2,6 km. Đó, để chúng ta lên được khu vực đỉnh núi Tà Cú. Dạ, không biết là đoàn chúng ta có thành viên nào chúng ta đăng ký đi và bộ không ạ? Dạ. Và chúng ta sẽ men theo cái cung đường trên ngọn núi chúng ta. Đây còn là ngọn núi lửa và ngọn núi lửa già, hay còn gọi là Tà Cú theo tiếng người Chăm. Đó. Thì đoàn chúng ta sẽ đi lên khu vực phía trên. Nếu mà chúng ta đi khoảng thời gian là mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ chúng ta mới lên được đỉnh núi Tà Cú khi chúng ta đi đường bộ. Còn nếu mà chúng ta đi khu vực cáp treo dài 1600 m thì chúng ta sẽ đi mất khoảng 10 phút thôi để chúng ta lên núi Tà Cú. Thì trên đỉnh núi Tà Cú thì có chùa Linh Sơn Trường Thọ, như cô đã giới thiệu cho đoàn của chúng ta, đó là chùa Linh Sơn Trường Thọ. Thì năm 1872 á thì vua Tự Đức thứ 13 sắc phong và năm 1880 cho chùa Linh Sơn Trường Thọ chúng ta là cái tên là Linh Sơn Trường Thọ chúng ta thì bây giờ, do vị sư Trần Hữu Đức lúc bây giờ là làm trụ trì. Thì năm 1872 vị sư Trần Hữu Đức á mới lên núi và bất mãn với những cái chính quyền ở tại khu vực địa phương, thì ông ấy lên núi là ông ấy có một cái câu thề, đó là khi đã lên núi rồi không bao giờ xuống núi nữa. Thì khi mà ông lên núi á thì lúc bấy giờ là chưa có cái am để ông tu hành, thì ông mới tu hành trong một cái hang đá đó. Và trong cái hang đá này hiện bây giờ là hang tổ của khu vực núi Tà Cú chúng ta. Chút xíu nữa lên Cương sẽ dẫn đoàn chúng ta đi đến khu vực hang tổ để đoàn chúng ta có thể tham quan và viếng khu vực hang tổ. Và sau này á là vị sư Trần Hữu Đức á, thì ông có một cái nghề, đó là nghề y. Thì ông đã được học từ nhỏ, thì ông ấy bốc thuốc và ông chữa trị cho những người dân nghèo xung quanh núi Tà Cú cũng như là khu vực Bình Thuận chúng ta. Lúc bấy giờ thì tiếng lành đồn xa, cho nên là lúc bấy giờ là bà Vân Thái Hậu, đó là bà Từ Dụ, bà mắc một cái căn bệnh lạ. Thì các quần thần, các thái y trong triều mới không tìm được các phương thuốc để chữa trị cho bà. Thì mới biết là vị sư Trần Hữu Đức ở đây là có y thuật rất là cao, cho nên là vua Tự Đức mới cho người vào khu vực núi Tà Cú để mời
thầy về để chữa trị, nhưng mà thầy không có xuống núi thì thầy mới phái một đệ tử của thầy xuống khu vực núi Tà Cú và về triều để bắt thuốc chữa trị cho bà. Thì lúc bây giờ là bà đã khỏi bệnh, cho nên là năm 1880 á thì vua Tự Đức mới sắc phong cho cái am thờ của ông là Linh Sương Trường Thọ, và vị sư Trần Hữu Đức của chúng ta được sắc phong đó là Đại Lão Hòa Thượng. Dạ, và cho đến khi ông mất đi đó, thì khi lên núi Tà Cú chúng ta, đoàn chúng ta ngày hôm nay đi mà nếu mà có qua một cơn mưa đặc qua rồi á thì chúng ta lên núi giống như cái cảnh tiên nhà đọc chúng ta ha, rất là đẹp, và những cái làn sương lờ mờ trên cái đỉnh núi chúng ta. Dạ, nhưng mà dịp này thì đội chúng ta đi ngày hôm nay là đi nắng cũng khá là đẹp, nhưng mà lên đỉnh núi chúng ta nhiệt độ của chúng ta tầm khoảng 24-25 độ, cho nên là rất là mát mẻ cho đội của chúng ta khi mà chúng ta lên phía trên khu vực đỉnh núi Tà Cú. Thì lên đây chúng ta sẽ đi khoảng hơn 100 bậc thang để chúng ta đến được khu vực chùa Linh Sơn Trường Thọ. Đây là một cái ngôi chùa rất là linh thiêng, và khách thập phương người ta thường tập trung đến đây vào những cái dịp cuối năm. Thì những dịp này đoàn chúng ta đi đến đây á thì cũng đông, nhưng mà không bằng cái dịp cuối năm và cái đầu năm. Thì lúc bây giờ là những người dân người ta đang còn nghỉ Tết, cho nên là người ta tập trung đến đây cũng khá là nhiều để khu vực viếng chùa và đi đến những nơi tâm linh ở đây. Đó. Và chút xíu nữa Cương cũng xin khuyến cáo của cho đoàn chúng ta là trên đây có một số vị gọi là xem bói. Dạ, xem bói trên khu vực đỉnh núi Tà Cú, cho nên là chúng ta đừng nên xem bói ở đây. Thầy cô ha. Dạ. Rồi, đó là cái khu vực núi Tà Cú chúng ta. Và ở đỉnh núi Tà Cú chúng ta có những cái đặc điểm đặc trưng, chẳng hạn như là chúng ta có một số loại cây gỗ quý hiếm mà chúng ta cũng có thể là chúng ta tìm thấy được. Đó là khu vực đỉnh núi Tà Cú chúng ta còn một số cây gỗ dầu rất là lớn, và đặc biệt là cây bằng lăng, hay còn bằng lăng bông trắng, hay còn gọi là cây thao lao. Ở dưới quê chúng ta thì thường sử dụng cây thao lao để chúng ta làm nhà, đúng không? Thì các cô ơi, chúng ta đã thấy cây thao lao chưa? Chưa thấy đúng không? Lát lên đó sẽ đi cùng với Cương, Cương sẽ chỉ cây thao lao cho đoàn chúng ta có thể biết. Dạ. Cái thao lao ở đây thật sự là họ bằng lăng bông trắng. Thì đặc trưng của cái cây thao lao á, nếu mà cái tuổi đời á còn nhỏ thì lúc bấy giờ là người ta mới sử dụng, còn nếu mà nó đã quá lớn quá khổ rồi thì đặc biệt là trong cái ruột nó sẽ bị rộng là không còn sử dụng được nữa đó. Cho nên là người ta thường là người ta khai thác thao lao á thì người ta khai thác là cái khoảng chừng 2-3 người ôm thôi, còn nếu mà 10 người ôm á thì cái cây thao lao đó là quá lão rồi. Dạ. Thì trên núi Tà Cú ngày xưa thì cũng có một số loại cây rất là quý hiếm và một số loại thảo dược rất là quý hiếm. Khi mà vị sư Trần Hữu Đức ông lên đây á, ông lúc bấy giờ là không có thực phẩm để dùng, thì ông mới sử dụng trái cây rừng và ông uống nước suối ở đây đó. Thì lúc bấy giờ là người ta mới phát hiện ra là cái nguồn nước suối ở trên đây có một số dưỡng chất, và đặc biệt là đặc trưng là rất là tốt cho sức khỏe chúng ta, chẳng hạn như là ngũ gia bì rồi một số loại thảo dược khác nó sẽ hòa lẫn vào trong cái nước suối, tại vì nước suối nó nằm ở trong lòng đất, nó chảy ra ở trên khu vực đỉnh núi chúng ta, thì nó sau khi nó chảy qua một số khu vực thì nó sẽ hòa tan một số cái dưỡng chất trong cái một số cái cây thuốc á, thì cái cây thuốc ở đây nó mới rất là tốt.